chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thêm một khẩu thuật mới nữa cho cả nhà và các bạn cùng xem. Và sau đây hãy sẽ biểu diễn cho khẩu thuật này. Mong cả nhà hãy chú ý nhìn kỹ. Cho khẩu thuật này cực kỳ hay và cực kỳ thú vị luôn cả nhà ơi. Và hãy sẽ cắt lá bài đôi này ra thành làm ba. Là hãy sẽ cắt lá tề ra thành làm ba khúc. Theo cả nhà thấy là hãy đang bỏ vô cúp phong bì như thế và hãy đã cắt. Đây là hiện tại cái lá bài, lá cơ nó đã còn nguyên nhưng mà hãy dùng cái kéo hãy sẽ cắt ba cái lá bài này ra, cắt đôi một cái lá bài thành ba ra và hãy sẽ biến nó thành ba khúc ra, 1, 2, 3. Đây cả nhà thấy là nó đã thành ba khúc rồi. Hồi nãy là một cái lá ách gô, cái lá ách gô nó đã còn nguyên nhưng mà bây giờ hãy đã biến thành cái lá ách gô thành ba, biến như thế. Chỗ thực này cực kỳ hay và cực kỳ thú vị luôn theo cả nhà thấy, và hãy sẽ biến nó hồ biến nó lại thành cái lá bài nguyên, nó lá bài nguyên vẹn lại là lá ách gô. Theo các nhà thấy là lá bài này vẫn nguyên vẹn đó. Hãy lật tới lật lui lá bài này và hãy sẽ hồ biến nó thành ba khúc lại nữa, ba miếng và cắt nó thành làm ba ra đó, làm ba đó. Theo cả nhà thấy cực kỳ hay và cực kỳ thú vị luôn. Và cho thực này cũng rất là dễ làm. Một tí nữa hãy sẽ giải mã đằng sau video này cho cả nhà biết cái mẹo để mà có thể học hỏi theo. Hải thì làm cũng không có hay gì mấy nhưng mà những cái thao tác Hải làm cũng không có khéo, mà mong cả nhà hãy bỏ qua và góp ý kiến để Hải có những động lực ra những video thật là hay hơn. Tại vì Hải thì không có trong ngày nên Hải làm nó còn vụn vặt một xíu, mong cả nhà thông cảm và hãy sẽ biến cái lá bài này ra thành nguyên vẹn lên cho cả nhà thấy. Nó và hãy từ từ sẽ lấy cái lá bài nguyên vẹn ra. Nó hãy sẽ lấy cái lá bài nguyên vẹn ra cho cả nhà thấy. Và hãy sẽ lấy lá bài nguyên vẹn ra cho cả nhà. Đó, cái lá bài còn nguyên vẹn. Thì hồi nãy là cả nhà thấy là nó đã thành ba khúc mà bây giờ lá bài vẫn còn nguyên. Cực kỳ hay và kỳ thú vị luôn cả nhà ơi. Và sau đây hãy sẽ giải mã cho ảo thuật này. Vì theo cả nhà thì cả nhà chuẩn bị hai lá bài và hai miếng giấy như thế, theo hai kẻ này cả nhà cắt làm ra bốn lỗ, miếng một miếng bốn lỗ như thế, nó miếng này có bốn lỗ như thế luôn, cắt thành làm bốn ra, bốn lỗ như thế, cắt ra bốn lỗ và nó đã như thế và cắt ra như thế này đó. Cái mẫu hãy đã làm như thế và cả nhà thấy rồi đó. Cho thực này cũng rất là dễ làm. Và chúng ta sẽ bẻ lên và chúng ta sẽ bẻ và chúng ta sẽ dán lên thành một cái phong bì. Để chúng ta bỏ bài vô trong. Nó chúng ta bẻ góc đó, chúng ta bẻ góc vuông lại, chúng ta bẻ cho nó hai bên lại lần chúng ta cho nó lọt cái lá bài chính giữa. Chúng ta kẻ, chúng ta lấy mực và chúng ta lấy thước ta kẻ nó và chúng ta bẻ lên như thế. Và chúng ta sẽ dán hai miếng lại với nhau. Đó, chúng ta bẻ sao phải cho nó lọt cái lá bài, đẩy tới để luôn cho nó dễ dàng đó. Theo cả nhà thấy là hãy đã làm như thế và chúng ta sẽ dán lại như thế đó. Dán lại một cái phong bì như thế nó như rất là ok đó, làm như thế và chúng ta bỏ bài vô thử, chúng ta coi nó có lọt không đó. Nó rất là nhẹ nhàng nên nó chạy tới chạy luôn rất là dễ. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục giải mã cho thật là chúng cả nhà phải dùng chuẩn bị cho Hải hai cái miếng đồng, dây đồng như thế và bẻ cong như thế và chúng ta sẽ cắt lá bài ra. Đó, cắt ra như thế này và chúng ta đưa vô đằng chúng ta tưởng đâu là chúng ta sẽ làm cách làm ba ra nó, cả nhà thấy đó. Đó là như thế thôi, cũng rất là dễ dàng làm. Có thể làm cho thật này được đó. Và cả nhà nhớ là chuẩn bị cho Hải là hai cái dây đồng như thế, là chúng ta bẻ co như thế nha. Nó là chúng ta lúc mà chúng ta nhét vô đó, nó dính lại đồng chúng ta đẩy hai lá bài đi, đừng cho phát hiện là chúng ta đã đang đẩy hai lá bài đó. Bẻ như vậy chúng ta thử là chúng ta cho nó vuông góc lại với nhau và sau đó thì chúng ta sẽ bỏ một lá bài vô trước, lá bài cắt tầm giữa ra trước, cách làm ba nó chúng ta để như vậy là chúng ta sẽ
giữ vững chỗ thuộc về, và chúng ta từ từ là chúng ta sẽ bỏ con lắc nằm dãy dưới cái lá bài kia hồi nãy. Đó, chúng ta đẩy vô hồi nãy là nó sẽ có hai cái móc câu hồi nãy nó đã dính lại, và chúng ta đẩy vô đặng đừng cho thấy cái cắt. Tại cái này là Hải sẽ giải mã nên Hải sẽ làm cho cả nhà thấy như thế. Đó, chúng ta đẩy sát góc luôn. Đó, chúng ta đẩy nó, đẩy cho nó sát vô. Để cái nhà địch thì không ai biết được thành một cái bài nguyên vẹn. Chúng ta sẽ cắt làm ba cái lá bài này ra, và chúng ta kéo từ từ. Ở dưới thì chúng ta dựng hai cái góc hai bên, và cái tay kia thì ta kéo cái lá bài kia ra. Nó theo cái nhà thấy là nó có như vậy, nó rất là dễ dàng làm. Nó là như thế thôi, và chúng ta sẽ đẩy nó vô lại. Nó đẩy nó vô, đẩy nó vô. Nó là thành cái lá bài nguyên vẹn, lá nguyên vẹn theo cái nhà thấy. Đẩy vô là nó dính cái móc câu ở trong, nó sẽ đẩy vô luôn. Đó, mà chỉ như thế thôi, thấy không? Nó ách lực còn nguyên vẹn cái này rồi. Chúng mà sau chúng ta đẩy ra thì chúng ta phải làm tỉ mỉ đó, đừng cho nó thấy. Một lát chúng ta đẩy ra thì chúng ta cái tay phải che lại. Nó ta làm như thế. Thế nhà thấy là rất dễ dàng làm. Đó, chỉ vậy thôi. Và chúng ta rút lá ách ra, còn cái lá cắt thì để trong đó. Ok, chỉ vậy thôi. Nó lại cũng nằm ở trong đó. Rõ thực, chỉ vui như thôi. Cực kỳ hay và kỳ thú vị luôn. Ai không thể làm được mọi lúc mọi nơi, chúng ta có thể học và chúng ta có thể biểu diễn cho bạn bè hay người thân hay là trẻ nhỏ gì trong nhà chúng ta để vui chơi thôi. Vui vẻ, ai cũng có thể làm chỗ thuộc này được. Thì cuối video Hải xin chúc cả nhà coi video của Hải thật là vui vẻ và hạnh phúc, và có ý kiến gì để lại dưới bình luận để Hải có những động lực biết mà để Hải sửa, để Hải ra những video thật là hay, thật là đẹp hơn nữa và thật là ý nghĩa hơn nữa, và ra những chỗ thật cực kỳ hay hơn nữa để phục vụ cả nhà và các bạn cùng xem. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Máy bay và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.